Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ruby Bảo Ngọc nha. Hôm nay mình sẽ quay con bò này, con me này. Đây là một đàn bò, đàn me đó nha các bạn. Đàn bò, đàn me đang đứng sưởi nắng. Ồ, có một con me đen này. Các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ kênh của mình với nha. Xin cảm ơn các bạn, mời các bạn tiếp tục theo dõi.